Bút tha nha. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Kính đảnh lễ Dạ. với cô tu nữ ạ. Dạ, đã đến giờ vào lớp ạ. Xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta hướng tâm về thời kinh Tam Bảo thứ hai do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân ạ. Nam mô Bút tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính hãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sankhe yo khalito do so sankho
Khamato tăng ma mang quan đa mi chế ti yang sa bang sa ba than ne su ba ti thi ta sa ri ri ka tha tu ma ha bo thình bu tha ru ba sa ka lăng sa đa sam bu thế a tha vi san cha đa đa san cha sa ha sa ke bang cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ha Tê sang tham mang cha sang khang cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha về na hằng tòa sa bê u ba da về a ni ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu thê pan cha pan nha san cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke Ta sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang. Te sang tham mang cha sang khang cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na hang toa sa be u pa da we a ne ka an ta ra ya pi vi na sang tu a se sa to sam bu te na wo ta ra sa te Atha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ha te sang tham mang cha sang khang cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na hang toa sa pe u pa ta we a ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to Sabbe burati maya nisaya sata avera sukhi hondo sabbe burati maya nisaya sata avera sukhi hondo sabbe dakina yadisaya sata avera sukhi hondo sabbe dakina Yanu di sa ya sa ta we ra su ki ho tu sa pe pa chi ma ya di sa ya sa ta we ra su ki ho tu sa pe pa chi ma Yanu di sa ya sa ta we ra su ki ho tu sa pe uttara ya di sa ya sa ta we ra su ki ho tu sa pe Uttaraya nudisaya sata avera sukhi hondo sape Uparimaya disaya sata avera sukhi hondo sape Hethima yadisaya sata avera sukhi hondo sape Sata avera hondo sukhita hondo nidokha hondo apyapacha Hôn tu anika, hôn tu dika, yuka, hôn tu agoga, hôn tu sampati, hisami, chantu, sukhi, atana, pariharanto, dukha, pata, janik, dukha, faya, pata, janik, faya, soka, pata, janik, soka, hôn tu sape, pipanino. Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tuchirang rakhantu sasanang Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tuchirang rakhantu nogaru Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tuchirang rakhantu nyatayo Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tuchirang rakhantu panino Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tuchirang rakhantu no sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang hontu anagate kale Sathu 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 sathu
Dạ, thời kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm bút để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin kính chào lớp. Con kính chào lãnh lô sư ạ. À, giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 14. Bài 14 thì hôm trước chúng ta đã chia bản chia danh tính từ. Vì hôm nay thì chúng ta trả lời câu hỏi rồi đọc đoạn văn. Rồi còn thời gian thì chúng ta sẽ sửa bài tập. À. Không hiểu tại sao mình các tử có nhìn thấy bài học chưa? Lớp có nhìn thấy bài thấy học rồi chưa? Thấy rồi ạ. Dạ, Bạch sư thấy rồi ạ. Ra bây giờ mình xem câu hỏi trước, trả lại câu hỏi rồi sau đó mình đọc đoạn văn. Giờ câu số 1 đó là các danh từ ở dạng nào có thể ghép được với tiếp vị ngữ văn tú, văn tú và manh tú. Ai trả lời được câu này? Dạ thưa sư, con xin trả lời câu này. Rồi, xin mời anh An Trần. Dạ con kính đảnh lễ sư và con kính chào đạo tràng. Con xin trả lời câu số 1. Các danh từ ở dạng nào có thể ghép được với tiếp vị ngữ văn tú hay manh tú? Các danh từ có nguyên âm cuối là a thì chúng có thể ghép với tiếp vị ngữ văn tú. Ví dụ như là gú ná cộng với văn tú là gú ná văn tú. Chữ phun ná cộng với văn tú là phun ná văn tú. Thanh nha cộng với văn tú là thanh nha văn tú. Các danh từ có nguyên âm cuối là ý ú thì chúng có thể ghép với tiếp vị ngữ man tú. Ví dụ như là bút thí cộng với man tú thì là bút thí man tú. Ít thí cộng với man tú, ít thí man tú. Ban thú cộng với man tú, ban tú. Ban thú man tú. Chắc khú cộng với man tú, chắc khú man tú. Dạ thưa sư con xin hết. Rồi cảm ơn. Giờ câu 2, danh tính từ trong Pali được sử dụng như thế nào? Ai có thể trả lời được câu này? Có ai trả lời được câu 2? Mời cô Kim Cúc. Sư sư, danh tính từ có hai cách sử dụng. Ví dụ như nếu mà nó đi với một danh từ thì tiếng danh tính từ đó giống như sử dụng giống như một tính từ. Còn nếu trường hợp nó đi một mình thì danh tính từ đó được coi như là một danh từ. Rồi, cảm ơn. Dạ, câu số 3, hãy gạch dưới các danh tính từ đã được sử dụng trong đoạn văn và tập chi chứng. Câu này thì tí mình đọc đoạn văn rồi mình sẽ gạch dưới ha. Câu số 4, tìm các giao thắng từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này thì trong phần bài đọc chúng ta cũng sẽ làm. Câu 5 đó là tập đặt câu với các danh tính từ sau Ithimantu, Punyawantu, Bút thí mần tú, si lo bần tú. Vậy chúng ta tập đặt câu tí ha. Tập đặt câu đi. Tập đặt câu tí rồi à, chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc đoạn văn.
Rồi chúng ta tập đặt câu với một danh tính từ nào đó theo cái hai cách sử dụng. Một là nó sử dụng như là tính từ khi mà nó đi cùng với một danh từ. Hai thì nó sử dụng như là một danh từ khi mà nó đi một mình nữa. Chúng ta sẽ áp dụng công thức đó để chúng ta làm thử. Thưa sư, con đặt buôn nhá anh Tú. Rồi đặt đi. Mình có thể đặt cùng cũng được, nhưng mà miễn câu nó khác nhau thôi là cũng được. Tập đặt câu cho quen, có thể là mình tính lại câu nào đó trong đoạn văn mà mình hiểu, mình viết cho gọn lại cũng được. Đừng có viết cái câu ví dụ trong bài tập là được, bài học là được. Chúng ta có thể xem lại ở trong các câu ở trong bài học, ở trong bài tập, hoặc là câu ở trong đoạn văn mình viết cho ngắn gọn lại, cắt bớt lại thì được. Chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới làm được cái đó, nếu mà không hiểu thì mình làm không được, dù cái câu nó có sẵn. Nên mình có được hai câu. Sư có mới bón câu lên đó sư. Câu số 1. Silavanta Bhikkhu Viha Pakavantan. Này Viha gì à? Viha gì à? Bi há gì, bi há gì, cái này mình biết gì là không đọc được à. Dạ thưa sư, bi há ra dân hả? Chữ A ạ. Bi há ra giá hả? Dạ, bi há ra dân là trong tỉnh xá sư. Là gì? Dạ là trong tỉnh xá, các tỳ khu có giới hạnh đang tu tập trong tỉnh xá. Không được, biết gì không được. Các tỳ khu có giới hạn. Như vậy thì các tỳ khu có giới hạn đang
đang ở trong tịnh xá đây, nếu mà vậy biha tại cái chữ vihara này nó là danh từ trung tính, vihara danh từ trung tính hoặc là nam tính, ấy viharo nên nhớ như là danh từ nam tính thì phải. Ồ, kỳ ta. Trong khi này đánh chữ bên đi không được. Vihare. Vihare. Các vị thì khu có giới đang trú trong tịnh xá, biết vậy ha, cho phát động từ. Dạ con cảm ơn sư. A hằng phu nhã văn tăng pha bi tùng pha hu kề cô sa la ni ca rô mi, chúng tôi làm nhiều thiện sự, làm những nhiều thiện sự để có được phước hả, phải không? Dạ. Yeah. Để có được phước hả? Dạ. Yeah. Có được phước hoặc là người có phước cũng được. Pháo bi tùng để có được phước của những hoàn tăng, gặp làm nhiều thiện sự để có được phước. Con này thì cũng được được thôi, nhưng mà ở đây thì cái chữ Kusala ni cho nên chia nó là hút cà ní luôn đi cho nó giống nhau, cho người ta dễ nhìn. Câu số 3 Mahitima Mahamukala Nathiro Thamang Kuchitung Sari Putasa Santikan Aramang Alichi. Trưởng lão Mục Kiền Liên có đại thần lực đã đến chùa, đã về chùa thưa sư, đã về chùa gặp trưởng lão Sariputta để hỏi pháp. Ở trên nếu mình xài cái chữ Mokkalana Thero, mình cũng nên xài chữ là Sariputta Therasa. Dạ. Học với nhau tại hai vị này xuất gia cùng một lượt với nhau. Dạ. Nên xài trên chữ Thera thì dưới mình cũng nên sử dụng chữ Thera. Sari biết là sari hoặc là sari, tại do cái chữ âm độc nhã trong tiếng Bali. Cái sari. Còn có bán cầu, còn có bán cầu nữa. Rồi được rồi. Còn có bán cầu. Như là sari hay sari cũng được. Ừ. Nhưng mà cách tiếng viết ghép như vậy nên viết sari hay hơn. Còn sư có mấy? Rồi á, mình có thể viết sari hoặc là sari. Câu này đòi á sư, cô sư bó dán câu này đòi. À? Câu dưới á sư.
câu này sư giết giết rồi. Không, câu sao chị Hoa câu con câu á sư. Câu sao thưa sư? Học giáo trình này các tử mình phải tập đặt câu cho được, chứ nếu mình đặt câu không được làm yếu. Tại bài nào mình có cũng có tập đặt câu, nên học đến hết giáo trình mà mình không đặt câu được làm yếu lắm. Tại các tử mình không có nhớ từ nổi, cho nên sư mới tìm cách để mình nhớ bằng cách là cho mình tập đặt câu. Thực hành trực tiếp trên lớp học để về nhà mình có thời gian. Saham Patti Nama Prama Prama Deva Manu Sang Sang Gat Tung Thamang De Se Tung Uthi Man Tang Pakawan Tang Arathe Si Phạm Thiên Sa Patti Arathesi ha. Dạ. Thỉnh cầu. À, thỉnh cầu Đức Thế Tôn. Một giấc ngủ. Đức Thế Mạnh Tăng. Đức Thế Tôn là một giấc ngủ. Để thi pháp. Tế độ. Chư thiên và nhân loại. À, câu này biết nghĩa là tốt. Câu số 2, si la văn tô bành chá si la ni Sama đi dĩ san tí. Những người có giới sẽ thọ trì năm điều học à, cũng được. Thưa sư cho con hỏi, thưa sư, cái câu mà phá gáo hoàn tặng là Đức Thế Tôn, nhưng mà đâu phải là cái này là từ danh từ luôn không thưa sư? À, nó dùng như danh từ. Dạ, danh từ mà danh tính từ. Nếu mà dùng như là tính từ á là thấy dịch là bậc hữu phúc hoặc là người có phần. Người có phước á, nó dùng giống cái nghĩa giống là người có phước. Dạ, tại con thấy cái câu này, tại vì phá cái quan cái từ này dùng là vừa là danh từ mà vừa là danh tính từ. Yeah, nếu mà danh tính từ là người có người hữu phần tức là người có thể tu tập chứng đắc được thánh quả hay là yeah, thiền định, nếu mình dịch là danh tính từ. Dạ. Yeah. À, mình dịch nó như là tính từ. Còn mình dùng như là danh từ mình dịch là Đức Thế Tôn. Dạ. Tại con lộn, con thấy cái câu này nó vừa là vừa danh từ mà danh đến từ, con tưởng là lộn. Con không biết thử. Đâu có cái danh này, câu này là danh từ. Còn dạ, cái chữ Bút Ký Mạnh Tăng ở trong trường hợp này nó là danh tính từ. À, nó là tính từ. Không, con hiểu, nhưng mà ý là cái từ, tại cái từ phá gấu cái từ này, ý là con nói cái từ này nó vừa là danh từ mà vừa danh tính từ. Tại cái bản chi của nó cũng như là danh từ nữa. Con mới viết thử cái câu này coi có nó có phù hợp không. Dạ được thì thôi thưa sư. Ủa thưa sư, cho con hỏi là cái sang gan hít tôn, cái từ đó dịch là sao không? Tế độ. À, tế độ. Cái chữ này tới quyển 3 mình học rất là nhiều. Tại cứ là Đức Phật tế độ ai đó thì cứ xài cái chữ này. Rồi bây giờ mình chuyển sang phần đọc đồng văn ha. Mình như đây được rồi, phần thực tập. Giờ phần đọc đồng văn.
không hiểu tại sao mà mình share nó lại không thấy cái phần đó, không có thấy cái trang mà mình cần chia sẻ, không hiểu sao. Rồi bây giờ chúng ta xem phần đọc đoạn văn rồi sau đó chúng ta tập đọc. Về sa kha ma sa sa punamiya 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 sayanha samaye maha punyawa bodhisatto maha bodhikkhamulang agami so gamana magge soti sotiyo nama pramana attha kusatina mutiyo lapitwa ratana palangkangka tung tayo para pasaresi so maha puruk maha bodhi rukha mula sahetha asane puratima disa pimukho pakaseti sarire tayo cha naharu cha ati cha awasi santu apasu santu me lohita mangsang cha sace kopana ahang anuttara sama sampu thinyanang na api sampuci sam mi na i imas maratana palangka utahi samiti athako mahiti ma maro atano atibiya suro surayo marasenayo ahari tua bodhisattang pala yapetung bodhisattha utaha ratana palangka ti so tu nudito kata para miyo ni saya marang kini rồi lần nữa marasa citam vi ve sa kha ma sa sa punna miya sayanha samaye maha punya wa bodhisatto maha bodhi rukha mulang agami so gamana magge sotiyo nama pramana attha kusatina muthiyo lapitwa ratana palangkang takatung tayo pasaresi so maha bodhi rukha mula sahetha asane puratima disa pimukho pakaseti sare sare re ta cho cha na ha ru cha ati cha awasi santu upasu santu me lo hi ta mang sanh cha sa che kho pa na ahang antara sama sampu thi nya nang na api sampu chi sami na i na imma smaratana palangka utahi samiti athakho mahiti mamaro atano atibiya surayo marasenayo ahadipwa bodhisattang palaya petum posithattha uthaha ratana palangkati aha so tu nudito kata paramiyo nisaya marangkini. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để đọc bài. Thưa sư, cái dấu hán từ, dấu âm, dấu hán từ chưa học đó thưa sư. Hả? Còn cái ở phần C á, dấu hán từ chưa học đó thưa sư. Trước đây dấu hán từ chưa học hả? Dạ. Ở việc đọc bài trước đi rồi nhắc đó lại học phần đó. Dạ. Cô kêu mời lớp đọc bài sư. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài. Marasa Chitang Vesakha Masasa Onamiya
sayang hasamaraye maha punyanwa bodhisatto maha bodhirukha bulang agami so gamana gamana magge sotiyo nama brahmana attha kusati namuthiyo lafitwa ratana palangkang katung tayo basaresi so maha bodhi rukha mulasa hetta hetta asane purakthi madisa vimukho bakasesi sarire tacho cha naharu cha akthi cha awasi santu ubasu santu me lohita mang sang cha sacce kho bana ahang anuttara samma sambodhis nanang na abhisambut jissami na imasma ratana palanka ukha hissami ti athakho mahittima maro astano ativiya surayo marasenayo aharitoa bodhisattang palayapetung po sithatha ukhatha ratana balankati aha so tu nudito kata baramiyo nisaya marang chini. Thưa sư xin hết ạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư con xin đọc bài. Ma rasa chitang ve sa kha ma sasa bonamiya sayahan samaye maha bonaiwa bodhisatto maha bodhi rukha mulang agami so gamana gamakye sotiyo nama ramana atha kusatina mutiyo lapitwa ratana balangkang katung tayo pasaresi so maha bodhi rukha mulas mulasa hetha asane buratthima disa pit nukho pakasesi sarire tacho cha naharu cha ati cha awasi santu upasut santu me lohita mansancha sacheho pana ahang anuttara samma sambodhi nyanang sambodhi nyanang na abhisambut jissami na imasma ratana palangka utthahissamiti athakho mahitima maro attano ativiya surayo marasenayo aharitoa bodhisattang balaya betung po sithatha utthaha ratana balangkati aha sotu nurito kata baramiyo nisaya marang chini. Dạ con đọc xong rồi ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Marasa chitang vesakha masasa unna misa sajamha samaje maha punna nato nawa purisato maha bodhi rukha mula agami so aga amana ma mắc ghê sotiro
nama brahmana atha kusa tina mutihyo lavitoa ratana palang palankang katum tazo pasa pasa resi so maha bodhi rukha musala hetha asane puratima isa vimukho pa kase si sarire takcho cha naharu cha athi cha awa si santu upa su santu me lohita mang san cha sakche kho pa na ahang anutra samma sambodhi nanang na avisambuddhisami na isma ratana palangka uthasi sa mi mi ti athakho mahithi ma maro atano ativiza surazo mara senazo aharitoa bodhisattang palaza petung po sitatha uthaha ratana palangka ti aha so tu nudito kata paramizo nisaza marang chini. Bạch sư con xin hết ạ, con xin cảm ơn ạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc Marasa chi tăng về xà cam về xà cam mà sát sa punna mi ya xà ya xà xà yang ha sa ma ye maha punna va bo chi sato maha bo thi rukha mu lăng agami so gamma gamana mắt ghê sốt chi dụ mana ramana atha kusatina mut chi dụ lapito ratana pao lăng căng ca tuôn ta dụ pasare si so maha uthi rukha mu rasa hetha asane puratima disa bimukho pakase si sa ri re tacho cha naharu cha athi cha ava si santu upa sut santu me lovita mang sancha sa che kho pana ahang anuttara samma sambo thi nyanang na abhisam ucchisami na amasma ratana paulanka uttahisami ti atho koma thi atho koma hithi ma maro attano atipiya surayo ma rase nayo aharito utti satang palaya peitun bo sitata uttaha ratana palankati aha so tu nutito kata parami yo nisaya marang chini. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Marasa chitang vesa khana sasa gunam nisa sagan ha Samaje Maha Punya Va Bodhisatto Maha Bodhisukha
Mùn năng á gan lý sô ra ná ná nắc về phúc thi dô ná má ra ná ná ép thá Cú sá tín ná mút thiều ná phí tòa ra ta ná ta năng tăng ca tung ta dô ra xa dê xí sô Má hà bồ thí rúc thá mù ná xá ép thà A sa mê Ura thi ma di sa phi mu kho ta ka se si sa di re ta cho cha na ha ru cha ep thi cha a wa si san tu u ba su san tu me nô hi ta măng sanh chá tá chê khô bá ná á hằng á nút tá rá sâm na sâm bồ thí nha năng ná á phí sâm búc trí sa ní ná í mát ma gà tá ná pa nam ta út thá hít sa ni tí á thá khô má hít thí ma Naro etano atijisa sujajo magase naro ahavita putisapang palaza petung ho kitatha uthaha zatana panantati aha so tu nudito kata palaza nizo Missa giá mà rằng chí lý đã thứ sư con đã đọc xong rồi. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thứ sư con xin đọc bài. Ma ra sa chi tăng Vê sa kha ma sa sa bù nha mi ya Sa yang ha sam ma ye ma ha bù nha wa bồ thi sa tô Ma ha bồ rí Mahabodhi-rukha-mulang agami So gamana magye sotiyo Dhamma brahmana atta kusatina mutiyo lapitoa Rana ratana palangkang katum tayo pasaresi So mahabodhi-rukha-mulasa atta Asane Puratima Disa Big Muko Baka Sesi Sari Re Tacho Ja Anu Naharu Ja Ati Ja Avasi Santu Upasu Santu Me Lohita Mam Sanja Sacce ko pana ahang anuttara samma sambodhi nyanang na appisamputtisami na imasma ratana palangka utthahissamiti attako mahittima maro attano ativiya surayo Ma ra se na yo a ha ri to bo thi sat tang pa la pa la ya pe tum po se da tha u tha ha ratana pa lang ka ti pa lang ratana pa lang ka ti a ha so tu nu di to kata paramiyo nisaya marang chini dạ thưa sư con xin hết dạ xin mời phật tử tiên mã dạ thưa sư xin đọc marasa chitan wesa khema sasa punami iwa sasa Saye, sayang ha sa maye, maha punya, punya wa,
Bodhisattva Mahabo Bodhidukha Kulang Agami So Gamana Makke Sothiyo Nama Ramana Atha Kusatina Muthito Muthiyo Lafitoa Ratana Palankang Katung Tayo Parashresi So Mahabo Thi Rukha Mulasa Hetha Asane Purati Madisa Vimukho Pakasasi Sarire Tacho Cha Naharu Cha Athi Cha Awasisantu Oba Susantu Me Lovita Mansan Cha Chak Che Ko Pana Ahang Anuttara Samma Sammana Sambodhi Sinyanam Na Afi Sambuddhi Sami Na Imasma Ratana Palangkang Palangka Uttha Hissamiti Atheko Mahithi Ma Maro Atano Ati Viya Surayo Mara Marasenayo Aharitoa Bodhi Satang Balaya Betum Pho Chitathe Uttha Uttathe Uttha Ratana Palangkati Aha Sotu Nurito Kata Paramiyo Nisaya Marang Trini. Dạ thầy sư xin hết. Cảm ơn. Mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thầy sư con xin đọc đoạn văn. Ma ra xá chí tăng Vê sa khá ma xá xá Pu na mi ya Sa yàn há sa ma dê Mahapunyawa Bodhisattva Mahabodhirukha Mulang Agami So Yamana Makye Sothiyo Nama Brahmana Atha Kusatina Muthiyo Lafitoa Ratana Palangkang Katung Tayo Pasaresi So Mahabodhirukha Mulasa Hetha Asane Puratima Isa phi mukho pakasesi sarire tacho cha naharu cha athi cha awasi santu upasu santu me lohita mangsan cha sache kho bana ahang anuttara samma sambod sambodhi nyana sambodhi nyanam na afi sambuchi sami na Imasma Ratana Palanka Uthahisamiti Athako Mahithima Maro Atano Ativiya Surayo Marasenayo Aharitoa Bodhisattang Palaya Petung Pho Siddhatha Uthaha Ratana Palanka Ti Aha So Tu Nudito kata paramiyo nisaya marang chini. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư đã hết Phật tử đọc. Rồi bây giờ chúng ta ra tìm các danh tính từ trước đi. Tìm các danh tính từ trong bài học bài đọc này coi có bao nhiêu danh tính từ. Có tìm được không? Mahapunyawa. Rồi, Mahapunyawa. Một.
một rồi sao? Mahitima nữa hả? Atako Mahitima. Còn ở đâu nữa không? Coi lại hết này. Dạ hết rồi. Rồi mình có hai danh tính từ ha. Đây, đó là phần độc động văn. Bây giờ chúng ta trở lại phần bài học nãy mình học cho hết bài đi rồi chúng ta xong sang chuyển sang học phần bài tập. Dễ vậy mình còn một phần giao tháng từ. Giao tháng từ cách sử dụng. Giao tháng từ là tiếng dùng trong giao tiếp để kêu gọi, xin hô, mở lời. Ví dụ như là Avuso Ekha Patipawan Nachanami. Này hiền giả, tôi không biết có sự phạm lỗi ở trường hợp này. Ở đây mình có cái chữ Avuso là văn giao tháng từ. Chữ này mình cũng thấy Đức Phật ngày thường gọi các tỳ kheo, hoặc là ngài sử dụng cái chữ Pikawe, hay là mà nếu một vị ngài cũng hay gọi là Abuso, hoặc là các vị tỳ kheo ở trong thời kỳ đầu khi gặp nhau cũng thường gọi nhau bằng cái chữ Abuso, hoặc là các vị tỳ kheo gọi Đức Phật đó là chữ Pante. Chữ Pante đó là dạng giao tháng từ, là chữ để mình dùng để gọi người khác. Câu 2 mình có Samma Ehi Mayang Thammang Sunitung Aramang Pawisi Samma. Này bạn hãy đến, chúng ta sẽ đi vào chùa để nghe pháp. Ở đây mình có chữ Samma là giao tháng từ. Phần dưới này là một số giao tháng từ. Giao tháng từ này thì nó cố định giống như là trạng từ, tức là nó không có chia nữa. Cái nào nó đã hình thành rồi là nó đã hình thành cố định như vậy. Dù ở đây mình có chữ âm hô này, ê kìa, a rê này, ê bớ này, áo so này, hỡi ta tá, thưa bởi này, thanh tê này, hỡi thanh tê bạch thưa, hô thưa phẩm tâm mát này bởi. Thì đó là một số giao tháng từ mà mình thường gặp ở trong tiếng Pali. Vậy trở lại phần bài tập đi, phần bài tập để chúng ta đọc phần từ 5 câu bài tập. Rồi sau đó chúng ta sửa bài tập cơ bản của bài số 14. Cô Trang Nga bút bài tập lên cái lớp đọc bài trước rồi sau đó. Có mở bài tập chưa? Không, ta có mở bài tập chưa? Dạ rồi, sư sư. Rồi bấm lên nè. Chưa thấy hết trơn ơi. Chưa em chưa. Giờ sư sẽ đọc trước rồi sau đó mời lớp đọc ha. Bồ thí sát tổ ma ha bồ thí rút kha mù lăng gách chăng. Sotiya Brahmanasma Atha
Pusatina Muthiyo Lapi Mahapunyawa Bodhisatta Ratana Palangkang Karitung Pusatina Muthiyo Pasaritwa Puratima Puratima Disa Pimukho Nisaydi Sopaka Seti Seche Bhagavan Tang Anuttara Sama Sampo Thinyanang Napa Puni Sati Imasma Ratana Palang Kasma Na Uthahi Satiti Mahitima Maru Atano Soraya Senayo Aharitwa Potisatang Wadi Po Sithatha Ratana Palangka Uthahi Di Sotu Nudi Nudito Tena Po Rita Yo Parami Yo Nisaya Marang Parajesi. Rồi đó là phần 5 câu bài tập. Mấy lớp giơ tay lên này để đọc bài tập này thì sau đó chúng ta sửa. Cô Phước Duyên mời lớp đọc bài. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc qua bài tập Bali sang tiếng Việt ạ. Bali, dạ. Câu thứ nhất, Bodhisattva Mahabodhi Rukha Mulang Gacchang Sotiya Ramanas Ramma Nasma Atha Kusatimna Muthiyo Lapit. Câu số 2, Mahabodhisattva Bodhisattva Ratana Balankang Karitum Kusatina Muthiyo Pasaretoa Purathi Madisa Mukho Nishidi. Câu số 3, So Pakasesi Sache Pagawantanang Anuttarasa Anuttarasa Samma Sambodhi Nyanang Sambodhi Nyanang Na Pa Punisati Imasma Ratana Banang Kasma Na Uthahisa Titi. Câu số 4, Mahithima Maro Atano Surayo Senayo Aharitoa Bodhisattang Wadi Po Chithatha Ratana Balangka Uthahiti. Câu số 5, So Tu Nurito Tena Buritayo Baramiyo Nisaya Marang Barabe Te Barachesi. Dạ con xin đọc xong rồi ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc 5 câu từ Bali dịch ra Việt ạ. Câu số 1, Bodhisattva Maha Bodhirukha Mulang Gacchang Sotthiya Brahmanasma Attha Kusati Namukthiyo Laphi. Câu số 2, Maha Bunyandava Bodhisattva Ratana Palangkang Karitung Kusati Namuthiyo Basaretoa Purathi Madisaphimukho Nisidi. Câu số 3, So Pakasesi Sache Phagawantanang Anuttara Sama Sambodhi Nyanang Na Pabunisati Imasma Ratana Palankasma Na Uthahisati. Câu số 4, Mahithima Maro Atano Surayo Sen Senayo Aharitoa Bodhisattang Wadi Phô Siddhattha Ratana Palanka Uthahiti. Câu số 5, Sotu Nudito Tena
Puritayo, Paramiyo, Nisaya, Marang, Bara, Chê Sĩ. Thưa sư đọc xong rồi. Thế xin mời Phật tử Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc phần dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Bodhisatto Maha Bodhisukha Munang Gak Chang Bodhisattva Ramana Ma Ettha Usatina Muthijo Na Phi. Câu số 2. Maha Bunyavara Bodhisatto Jatana Tanang Kang Karitung Usatina Muthijo Tassa Jetva Burathima Di Sa Thimukho Nisidi. Câu số 3. So Pakasisi Sache Paravantanang Anuttara Samma Sambodhi Nyanang Na Pagunitsa Di Inatma Jatana Tanang Katma Na Uttha Hissa Ti Ti. Câu số 4. Mahithima Naro Etano Sujazo Senyazo Ahajitva Bodhisattang Vadi Ho Sittattha Jatana Tananka Uttha Hiti. Câu số 5. Thotu Nudito Tena Puritazo Paramizo Vissaga Marang Vaza Chê Sĩ. Dạ sư con đã đọc xong ạ. Dạ chị chờ em xíu. À, chiến thắng mà vừa chết, xin lỗi hồi nãy em mở cái phần bài tập. Xin lỗi để con lùi lại cái phần bài tập đúng nãy phần giải. Dạ xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Dạ, dạ chờ chút chú. Mình đọc 5 câu này mới đúng. Dạ con xin đọc bài, con xin cảm ơn đạo hữu, con xin đọc bài. Sa yang sa ma ye ma ha pun na va po ti sa to ma ha bu ti ga chan to so ti ya ram ma ne na u sa ti na nang at tha mut thi yo đã ti tổ ha hầu si. Dạ câu số 2. Bồ thi sát tổ ratana hầu lăng căng ca ri tu ha bồ thi ca mu la sa het tha u sa ti na nang mut thi yo pa sa re to u rat thi ma bi sa mục đồ ni si ni. Câu số 3. Bồ thí sát tổ a ca se si sa ri ye ta cho cha na a ru cha a ti cha a va si san tu e lo hi tan cha mang san cha u pa su san tu ti. Câu số 4. Sa che a ha anuttara sa samma sambuddha
thi nhà ngã a bi sam sa mi na imas ma ratana phao lang ca uttha hisami. Câu số 5. Idani mahitima maro si sitato nama bodhisattang pala peitun atiriya sura senayo ahari. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Xin mời Ngọc Trân ạ. Xin đọc Sayanha Samaye Maha Punyawa Bodhisattva Maha Bodhin Gacchanto Satya Brahman Ramanina Kusatinanang Atha Muthiyo Dadito Ahosi Bodhisattva Ratanapalakang Karitung Maha Bodhirukha Mulasa Hetha Kusatinanang Muthiyo Pasareta Purathima disa phi mukho nisidi cô bà Bodhisattva Pakasesi sarire tacho cha naharu cha athi cha awasisantu me lohitan cha mangsan cha upasusantu ti. 4. Sache ahang anutara sama sambodhi nyanam na avisampu chisami sami na imasma ratana palanka utha hisami nam idani mahithima maro siddhato nama bodhisattang palapetung ativiya sura senayo ahari. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Sa gian há sa má dê ma hà bu nà hòa bồ thí sát tổ ma hà bồ thình gách chít tòa sơ thi ya brahm má nê ná cu sa tí nà năng áp thá mu thi dồ đa ti tổ a hồ xí. Câu số 2. Bồ thí sát tổ Ratana pa lăng khang kari tùng ma ha bồ thí rúc khá mù la sa hết thà cu sa ti na năng mu thi yo para re toa pura thi ma di sa thuy mu khổ ni si đi. Câu số 3. Bồ thí sát tổ pa ca se si sa ri re ta cho cha Naharu cha, athi cha, agwa, sisantu, me, lohitan cha, mangsang cha, upasusantu ti. Câu số 4. Sa che ahang anutra samma sambodhi nanang na afisam puchit sami na isma ratana palangka thas hisami. Câu số 5. Idani mahithima maro sitato nama bodhisattang palapetung ativiza sura senazo ahari. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, em vừa mới đọc xong rồi. Dạ, xin lỗi ạ. Dạ. Xin lỗi. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Sa danh há sa má dê má hà bùn nhá hoa bố thí sát tô má hà bồ thìn gách chân tô sốt thí giá rầm mê nê ná cú sát tí nà năng Atha Muthiyo Dadito Ahosi. Câu số 2. Bodhisattva Ratana
ba lần căng cari tùng mai hà bồ bồ thí rút cá mù lát xá hết thề cú sẽ ti nè năng u thi yo ba sờ rê tòa u rát thí má đi sờ phi mu khô đi xì đi câu số ba bồ thí sát tổ ba ca sê sĩ sê rì rê ta chồ ché nê hà rù ché ách thí ché a quá xích sanh tú mê lô hí tình ché mừng sanh ché bú bá xuất sanh tu tí câu số bốn xe chê a hằng a nút ta ra sám mê sám bú thiên nhà nặng ná a phí sám bút trí trích xe mí ná imas ma ratana balanka utha hit sami câu số năm idani mahit thima maro maro chittatha chittato nama bodhisattang bale betum ati viye sura senayo ahari. Dạ, thưa sư, xin hết. Xin cảm ơn. Dạ, xin lỗi, chị Lan Lê đã đọc bài chưa ạ? Chưa, chị. Chưa. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Sa-yan-ha-sa-ma-ya-ne Sa-han-sa-yan-ha-sa-ma-ye Ma-ha-bu-nya-wa Bồ thí sát tổ ma ha bồ thì gắt chẳng tổ dồ thí ya brahm ma na nề sát tí nà nằm á thá mút thí yô á tí tổ á hồ sĩ. Câu số 2 Bồ thí sát tổ rát tá na pa lăng căng ca rí tùng ma ha bồ thí rút ca mù lá xá hét thà cú sát tí nà nằm Bhuti yo pasa retoa burati ma tisa bimuko nisidi. Câu số 3 Bồ thí tổ paka se si sari re tacho cha naharu cha ati cha avasisantu Mê lô hi thành cha mầm sanh cha upasus sanh tu tí. Câu số 4 Sát chê á hằng anuttara samma sambo thi nhà nàng nha áp tham bút tham mi na i mas ma rata na pan lăng ca uti hissa mi. Câu số 5 Idani mahi titma mahi tima maro sitato nama bodhisattang palapetum ativiya sura senayo senayo ahari. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư, đã hết Phật tử đọc rồi. Bây giờ ai sửa được câu nào mình sửa câu đó đi. Còn mỗi người liền câu chúng ta sửa. Thưa sư, con sửa câu số 2. Rồi. Dạ, bạch sư, con sửa câu số 1. Con đăng lên rồi. Rồi. Cho con trăng có copy không hết chị. Đang ơi, con ghi dùm cô luôn, cái việc hơi dễ. Thưa sư, con sửa vào số bè. Cô đọc con ghi giùm cô Nhân Trân. Dạ. Câu số 2. Sau khi trải những bó cỏ, cú xá.
con ghi sao? Trải những bó cỏ phú xá, dưới gốc cây đại thọ bồ đề, để làm bảo tọa, phải Bồ Tát đã ngồi mặt hướng về phía đông hết. Ngồi xuống đi, ngồi xuống, thêm chữ xuống. Mặt hướng về phía đông. Hết rồi. Cảm ơn con. Dạ. Chân chị bút cơ sơ bê lên rồi đó. Dạ dạ em thấy rồi chị. Còn câu số 4, câu số 5. Ngọc Trân cho chị hỏi với ý đa ní là nó tương đương với át thá khô phải không Ngọc Trân? Lúc bấy giờ đó chị. À dạ dạ cảm ơn. Cho thích mình làm câu số 5. Dạ. Cảm ơn. Còn có 4. Nếu không ai sửa thì cô xin sửa câu số 4 luôn nha Trân. À, dạ rồi. Rồi con ghi giùm cô. Nếu ta không giác ngộ quả vị vô thượng chánh đẳng giác,
phải. Ta sẽ không đứng dậy khỏi bảo tọa này. Rồi, cảm ơn con. Thưa sư, Phật tử sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi, chúng ta coi bài học. Sayan hasamaye maha punyawa putisato maha putin gachanto putiya paramane na usatina nang atha mutiyo ta đi tổ học sinh. Ở đây thì có Mahapunyawa. Mahapunyawa là danh tính từ, đóng vai trò là tính từ chữ Bodhisattva. Mình cũng có hiện tại phân từ đó là Gacchanto, cũng dùng như là tính từ. Rồi Danito là quá khứ phân từ, cũng dùng như là tính từ. Để ở đây mình Sayan Hasmaye thì trạng từ chỉ thời gian. Ở đây dịch nó trước cũng được, vào buổi chiều sau khi đến cây đại thọ Bồ Đề. Nhưng sau khi không được, tại đây nó đâu có bất biến quá khứ phân từ, đồng dịch sau khi. Ở đây thì dịch nó là vào buổi chiều thì Bồ Tát bậc đại phước hay là mình đi. Vào buổi chiều Bồ Tát là bậc đại phước đang đi đến, dịch thêm đang đi đến đi, đang đi đến cội cây đại thọ Bồ Đề và nhận được được Bà La Môn và được Bà La Môn đã được và đã được Bà La Môn Số thi giác. Số thi giác Brahmane ná do Bà La Môn mới mà dịch vậy. Tìm dịch chữ được rồi thì khỏi chữ do. Không, cái câu ý con nói là cái câu. Cái này đã đi to, nó dùng nghĩa thu đồng thể. Đã được Bà La Môn Số thi giác cúng dường tám bó cỏ cú xá. Ông đã được cúng dường tám bó cỏ cú xá do bà đã được Bà La Môn Xuất Thích Giá. Dịch vậy thì dễ nghe hơn. Đã rồi.
Tôi đọc tiếp đi. Đã được Bà La Môn xuất thi giác cung dường tám bó cỏ cú sát, các chữ còn lại bỏ. Rồi có còn nếu mà Bồ Tát và Bậc Đại Phúc đi đang đi đến cây đại thọ Bồ Đề đã nhận được tám bó cỏ do Bà La Môn xuất thi giác cúng dường. Nếu mà hai câu hôm nay dễ nghe. Nếu mà đã nhận được tám bó cỏ do Bà La Môn xuất thi giác cúng dường. Đâu có chữ gì đâu mà nhận được. Đã được tí. Có chi gì đó mà nhận được. Đã đi tô là cúng, là cho cúng dường, chứ làm sao mà dịch nhận được. Tại con thấy bài sửa của sư đó thôi sư. Bài mới sư mới sửa. Có sai thì sửa lại chứ nó không lấy cái gì. Câu số 2. Bodhisatto Ratana Palangkang Karitung Maha Bodhi Rukha Mula Sahitha Osipana Nang Muthiyo Pasaretoa Purathima Disa Vimukho Nisidhi. Sau khi trải những bó cỏ Usat dưới gốc cây đại thọ Bồ Đề. Cây đại thọ Bồ Tề Đề làm bảo tọa. Bồ Tát đã ngồi xuống. Bồ Tát đã ngồi xuống mặt hướng về phía đông. Bồ Tát đã ngồi xuống mặt hướng về phía đông. Bồ Tát đang ngồi xuống mặt hướng về. Rồi được cái câu này vậy được. Câu số 3. Bồ Thí Sát Tô Bá Ca Sê Sĩ Sa Rê Rê Ta Chô Chá Na Hà Bù Chá Anh Thí Chá A Wa Sĩ Sát Tú Mê Lô Hí Tành Chá Măng sành chá Upasru Upasru San Tu Ti. Bồ Tát tuyên bố rằng dù trên thân ta chỉ còn lại da, ta cho là da, Naharu là gân, Athi là xương, dù máu thịt của ta trở thành khô cạn, Lohita là máu, măng sa là thịt, trở thành khô cạn. Rồi câu đó gì đó, câu đó người ta cắt làm hai. Câu số 4. Sacce ahang anuttara samma sambodhi ñanang na apis na api sambucci sami na imasma ratana palangka utahi sa Niti. Nếu ta không giác ngộ quả vị vô thường chánh đẳng giác, nếu không giác ngộ quả vị vô thường chánh đẳng giác, ta sẽ không đứng gì khỏi bảo tọa này. Imasma ratana palangka utahi samiti. Trân không thấy câu số 5 đưa lên trên. Câu này dịch gọn lại, ta sẽ không rời khỏi bảo tọa này. Vậy là cũng được rồi. Thì chữ utahi ti ở đây dịch nó là rời khỏi cũng được.
tức là đứng dậy. Rồi câu số 5. Idani mahittima maro sipattho nama putisattang pala petung ativiyasura senayo ahari. Lúc bây giờ mà vương có đại thần lực đã kéo đội binh ma rất hùng dũng đến để khiến Bồ Tát bỏ chạy. Lúc bây giờ Ma Vương có đại thần lực đã kéo đội binh ma hùng dũng đến để khiến Đức Bồ Tát bỏ chạy. Ai được? Rồi đó là năm câu, ai chưa sửa mình sửa đi. Giờ thì hết giờ rồi, vì sao chúng ta học tiếp ha? Lớp ghi chú dùm sửa để vì sao mình biết mình sửa tiếp cho để thôi lộn nữa. Tại còn một ít như vậy thì nó hay dễ bị lộn. Thưa sư, nếu dịch chữ rời khỏi, sao mình không dùng chữ nikhamati động từ đó sư? Cái này tại cấu trúc văn người ta sử dụng như vậy, mình dùng theo. Tại là ở trong trường hợp này là đang ngồi, là ngài đang ngồi trên đó, cho nên người ta mới dịch là chữ uttha happy. Dạ, bạch sư, con xin phép sư và lớp tuần sau con xin nghỉ một tuần ạ. Con cảm ơn sư ạ. Rồi bạn cô Phước Duyên cho lớp nghỉ. Ai hành thứ em? Dạ, dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe và đạt được mọi việc như ý nguyện ạ. Và xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. À dạ, em xin lỗi ạ. Dạ. À, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước đến chư thiên. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt các học viên trong lớp học đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasapha chakumata devanaga mahittika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu sasanang Akasatha chapumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu no garu Akasatha chapumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu nyatayo Akasatha chapumata dewanaga mahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu banino Akasatha chapumata dewanaga mahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu no sara Idang watano bunyang asawa Khaya và hăng hôn tùa na gà tê ca lê. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. À, dạ thầy kinh hồi hướng đã xong ạ. Xin mời lớp nghỉ ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. À, xin dạ con kính hành lễ tri ân sư ạ. Con kính chào cả lớp ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ xin mời lớp nghỉ. Dạ, con kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Rồi.